Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Thưa quý anh chị và các bạn, ngày hôm nay Thúy này quay trở lại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước đi ạ. Và cụ thể hơn, Thúy đang di chuyển trên các tuyến đường trong khu tái định cư Tiến Thành. Tại thành phố Đồng Xoài, phường Tiến Thành là một trong những phường có giá trị đất mà đang tăng lên hàng ngày. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, xung quanh khu vực phường Tiến Thành được bao bọc bởi các cụm khu công nghiệp Đồng Xoài 2 và khu công nghiệp Đồng Xoài 1. Hơn thế nữa, tại phường Tiến Thành còn là nơi tập trung tất cả các cơ quan đầu não của tỉnh về đây hoạt động và làm việc. Điều đặc biệt hơn, trong khu vực phường Tiến Thành có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước là một trong những bệnh viện liên kết với Bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực. Hiện tại thì mức giá chào bán trong các khu dân cư của khu tái định cư phường Tiến Thành đang ở mức dao động từ 20 triệu đến 25 triệu trên 1 m². Các tuyến đường mà Thúy đang di chuyển đây đã sẽ bao gồm các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Từ các tuyến đường này, chúng ta sẽ dễ dàng kết nối ra tuyến quốc lộ 14 thông với khu dân cư The Gold City và kết nối với khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Và trong thời gian những năm trở lại đây, thành phố Đồng Xoài đang vươn mình trở thành thành phố đô thị thông minh, không chỉ phát triển về khu công nghiệp mà còn phát triển về trung tâm chính trị. Và trong những năm trở lại đây, thành phố Đồng Xoài đang có những bước vươn mình vượt bậc, trở thành đô thị, thành phố phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Cùng với đó là cơ chế mở cửa thông thoáng, hệ thống giao thông kết nối và được hoàn thiện một cách bài bản đã giúp cho thành phố Đồng Xoài thu hút được nguồn lao động dồi dào cũng như là thu hút được vốn đầu tư rất là nhiều. Điều đó đã tạo ra một cái thị trường bất động sản ở khu vực thành phố Đồng Xoài nói riêng và toàn khu vực tỉnh Bình Phước nói chung. Và thưa quý anh chị và các bạn, quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư tại bất động sản khu vực thành phố Đồng Xoài và khu vực Bình Phước có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy theo số hotline 0974594548. Thúy sẽ hỗ trợ và tư vấn để chúng ta chọn được một vị trí đắc địa để đầu tư. Quý anh chị và các bạn có thể like, đăng ký, chia sẻ để chúng ta nhận được những thông tin hữu ích về tình hình bất động sản ở khu vực Bình Dương, Bình Phước tại kênh Thúy Trần nhé. Và bây giờ Thúy Trần xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng trải bước để khám phá trong khu tái định cư Tiến Thành có những nét gì đặc biệt, nổi bật mà giúp cho tình hình bất động sản ở khu vực này đang sốt lên như vậy nhé.